Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog trưa nay nha. Thì trưa nay có một đống tang à, không kèn không trống, đi trong êm đềm luôn cô chú anh chị ơi. Ông bà cô chú anh chị mình xem. Rồi. Thấy quay mà nhìn nhìn quá trời thấy nghi nghi quá. Hay quá trời. Hồi đám tang đã cũng tới nơi ăn nghỉ nè hai cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ chuẩn bị đưa áo quan vào bên trong ha cô chú. Ấm ma gì trong im đềm luôn ha cô chú anh chị ơi. Quay quá. Nếu không cho quay thì mình khỏi quay, không có sao hết. Nắng quá, nắng sư phụ anh. Mà con cháu cũng đông quá chừng luôn rồi cô chú anh chị. Chuẩn bị đưa áo quan vào bên trong ha cô chú anh chị ơi. Anh ơi, mấy anh ơi vô lấy đồ luôn, vô giùm cái mấy anh ơi. Chạy ra hai nói đi hai. Đâu đâu có gì đâu. Hai người. Ờ, kêu ông nào đây lụm lên.
giờ ba không ra lớn lại lớn cũng không làm gì đâu. Ra dựng cái vậy đó con anh trong này ra. Trời, lỡ cái bài vậy thôi lụm lên lại đâu có sao đâu. Cái bàn mà sửa không biết. Rồi đang quay nha. Trời ơi, vũ quế luôn, vũ quay mặt qua mà cứ quay sau lưng qua hoài. Bây giờ là thầy đang làm lễ ha cô chú anh chị. Giờ thầy làm lễ xong là bắt đầu là mới bắt đầu hạ quyệt ha cô chú anh chị ơi. Thầy đang tụng quỳ ngoài nắng chứ. Thương quá trời thương. Cái cảnh tượng rất là tan thương. Ngay giữa trưa 12 giờ luôn. Quỳ ngoài nắng. Câu ở đây dạng quá chừng luôn cô chú anh chị, đi lại tới người luôn, tới giò luôn. Cái này mà đi với ông thầy Thích Minh Tuệ chứ không có cửa rồi. Mười hai giờ trưa nắng cháo chang luôn cô chú anh chị ơi, mà bà con gia đình quỳ ở ngoài nắng để làm lễ ha cô chú anh chị, thật là tội nghiệp. Rồi chuẩn bị làm lễ hạ quẹt nè cô chú anh chị ơi, con cháu vô thắp nhang cuối cùng cho ông ha. Một nén nhang cuối cùng để đưa tiễn ông về miền cực lạc cô chú anh chị ơi.
cài giống. Ông nội mập đó là tội tàu trưởng tổ trong khu phố đó. Cà quan lúc đòn lẽ gia Bùi Hải Vlog cũng xin chia buồn cùng với gia đình nha cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ Bùi Hải cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà cô chú anh chị ạ.